Hello, trở lại với kênh đi. Hôm nay ba chiếc xe anh em mình đi bốc trụ các bạn. Dừng trụ chỗ này, vườn tiêu nhổ hết rồi, nhổ hết tiêu, tiêu chết hết rồi. Có còn vài cây họ cũng chặt đi luôn, bán trụ đi. Đây cà phê trên trường các bạn. Họ nuôi lên cao quá. Chỗ này một xe, hôm nay anh em đi ba chiếc xe này. Đây xe thứ hai nè, gần đây trụ rồi. Đây một xe này, ba xe này, chủ đây cần quạt gió các bạn. Hôm nay mình đi chợ, mình không vác được, chân mình bị bong gân. Ông chủ ra vào đây à, mua mấy lồng nước. Anh em có gì cần liên hệ với dân trụ đấy, đây gặp ông đây nè. Chỗ này họ múc để họ chứa nước bạn. Hôm nay 8 đứa. Mình đau chân quá các bạn, chân mình sưng mụn này. Đấy. Mình vẫn đi đi chợ thôi. Và hút chủ nhà mua cho. Và em không uống à? Em không uống à? Thì anh em chuẩn bị đi các bạn. Đây, ba xe. Một xe 50 trụ thôi. Đi, xong rồi. Anh em mình lên đường thôi. Nhìn ông chủ đội nón. Đúng quá, nắng quá bà con ơi. Vất vả quá. Bác trụ dựng thôi. Để đủ với chanh dây ăn trưa. Xe mình để đây rồi nè. Thank you.
còn 2 xe nữa các bạn. Trời nắng quá. Ông chủ lại đứng trên cái mùi xe kìa. Giờ tầm 1 giờ. Trụ quá to.